Cảm ơn Chúa cho lời của Ngài trong uh, chương 3 này. Con xin được linh Ngài sai dẫn cho chúng con. Trong danh Chúa Christ Amen. Cái câu trả lời của Eva cho con rắn là câu 2 này. Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn các trái cây trong vườn. Xong về phần trái cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán hai người chẳng nên ăn đến, cũng chẳng nên đá động đến. E khi ngư hai người phải chết chăng? Thì cái câu này Eva không có nói giống như Adam. Chúa bảo trực tiếp với Adam ấy là cái cây biết điều thiện và điều ác. Eva thì chỉ nói rằng đó là cây mọc giữa vườn. Cây mọc giữa vườn. Thì có nghĩa rằng là Eva đã trích dẫn sai lời Chúa. Trích dẫn sai cái mạng lệnh hay là trích dẫn sai điều răn của Chúa. Ngài nói với Adam khác. Mà chỉ nói rằng là hai người không nên ăn đến. Eva chỉ nói là đừng ăn đến. Rồi e khi ngay hai người phải chết thì nó gần sát nghĩa thôi. Nhưng mà Eva nói thêm ấy là cũng đừng có động đến đấy mới là cái vấn đề nghe có vẻ hay đúng không nghe đừng có đụng đến nó có vẻ hay nó giống như là còn an toàn hơn là cái điều chú nói nữa để nó gọi là tránh hoàn toàn tiệt nọc cái sự cám dỗ để có đừng có lân la gần cái cây mình 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 thường hay nói làm sao để cho nó nó như vậy đấy. lân la gần cái cây mà chú đã dặn không ăn đấy tức là chú nói một mình còn nói thêm mười vào nữa nhưng thật ra đó là một điều nó nguy hiểm nếu dạy giáo lý của con người mà bảo rằng đó là điều răn của chú Matthew 15 câu 9. Những sự chúng nó thờ lại ta là vô ích vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra để giúp Chúa đấy, để giúp cho vâng lời Chúa cho nó dễ hơn đấy. Thì là người ta đặt thêm. Mà Chúa Giêsu nói là ai thêm thì sao? Thêm tai nạn. À ngày cuối cùng này Chúa sẽ phán xét tôn giáo. Tôn giáo bị phán xét. Esai 29 câu 3 đấy, đó là câu nó tương tự giống như Mai Thơ mà Chúa trích dẫn. Ấy. Chúa có phán rằng vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm sự chúng nó thờ kính ta kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người bởi loài người dạy cho nên chúng ta lưu ý nhá nếu chúng ta không đọc lời Chúa để đối chiếu lại thì nghe những cái lời giảng như là tận thế hoặc là sách khải huyền ấy thì là chúng ta sẽ chẳng có gì hơn là run như cây sấy mà gọi là run như cây sấy là nó nó làm cho mình yếu xương hơn có nghĩa là mình không có được vững vàng bởi vì mình mình không biết trực tiếp cái mạng lệnh của Chúa mà chỉ nghe qua người khác nói thôi, rồi giống như cho một liều để mà tăng cái sự kích thích, làm cho nó giật gân, nó chỉ hơn cái phim hành động một tí thôi. trở lại đây nha, cái ý tưởng đó là cái điều đó là Eva trích dẫn không đúng lời của Chúa và thêm vào nó đừng có chạm vào. một số nhà văn do thái, một số người thầy thông giáo đấy, nói rằng ấy, ngay sau khi người nữ khẳng định điều này, con rắn đã đẩy Eva vào thân cây, con rắn nó có làm được không? nó có đẩy được Eva vào thân cây không? Chúa Giêsu nó còn đem ngài lên nóc đền thờ, đem ngài lên núi cao mà không cần một phương tiện nào nhé, không cần leo, không cần đi nhé, lên phan Păng ấy là cần phải leo. Ngày nay thì có cáp treo để đưa lên nhé, nhưng mà Satan nó có làm được không? Chúa Giêsu nó còn làm được. Coi đây, cái mình thấy là cái trận chiến nó, 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 Chúa biết được cái sức của mình nhé, là, là Chúa đang bảo vệ mình đấy, Chúa đang bảo vệ mình. Ấy để Chúa không để cho mình chịu giống như điều mà Chúa Giêsu đã chịu những sự thử thách trong đồng vắng. Ở đây này, con rắn chỗ này ấy, là con rắn đẩy Eva vào thân cây, vào gần cái cây đó hơn và nói rằng thấy chưa chạm vào rồi đấy, mà ngươi vẫn còn sống sờ sờ kìa, có chết đâu? Ngươi có ăn trái đó là một bằng chứng để nói rằng nếu ngươi ăn nó cũng sẽ an toàn và ngươi không chết. Mà cái lý do là sao? Lý do là bởi vì cái điều răn của con người thêm vào. Bởi vì thêm vào đây Eva nói rằng đừng có chạm vào, đừng có chạm vào. Thì chính cái đấy ấy, nó lại trở giáo. Chính cái giáo lý tạo nên giáo phái. Chính cái giáo lý của, mà chúng ta thường nói của Babylon, mà ăn ruồng trong giáo hội La Mã. Chính cái giáo lý đấy, nó trở giáo. Thêm vào để cho người ta tin Chúa. Ngày nay nói đó là của các giáo phái. Cái tiếng này kêu này cũng đã muộn bởi vì nó sờ sờ trước mắt rồi. Là những giáo phái tin lành lớn đều đã nhập cuộc với người anh cả rồi các suối đều nhập vào dòng sông rồi và đập sắp vỡ giống như là đập tam hiệp các cái dòng sông đã nhập vào hết không những kể cả các giáo phái tin lành lớn mà là phật giáo hồi giáo cũng đã bắt tay với giáo hoàng để đi vào một tôn giáo cái đó là cái sự sợ sợ người nó thêm vào đấy chính những cái mà thêm vào ấy để đưa con người ta đến cái đó người sẽ không chết đức chúa trời nói chúa đã nói tức là adam ấy thì có truyền lại lời Chúa có nói Eva ấy, là Eva nói nhé, đó là Chúa có bảo. Chúa có bảo rằng ấy là về các người đừng có ăn cây mọc giữa vườn thì Eva không biết được hết cái lời Chúa nói. Không biết hết cái sự dạy dỗ và cái phần trách nhiệm này thuộc về Adam. Adam đã đã không nói về cái cây cái cây truy thức cái cây biết điều thiện và điều ác. Nghĩ rằng ấy là nói thêm thì chắc lại càng tò mò. Đây 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 là một cái một cái, cái điều mà mình mình uh, lập luận thôi nhá có thể nghĩ như vậy chăng? Nói như vậy thì tò mò hoặc là thấy chưa phải đến lúc nói nó có những cái lý do phải ừ, để lúc khác nói hoặc là thì chính những những cái cái này ấy mà nó cám dỗ. Mình có thể hình dung ấy, Adam nói rằng em có nhìn thấy cái cây ở giữa vườn không? Adam nói với nói với vợ đấy. À, Adam nói với vợ Eva đấy, đừng có chạm vào đó nhá. Cây giữa vườn ấy, em có thấy không? Em đừng chạm vào đó. Bởi vì Chúa nói rằng ấy chạm vào ấy. À, bởi vì Chúa nói rằng ấy là nếu không thì chúng ta sẽ chết đấy. Mặc dù điều này nó tốt hơn là không nói gì. Hoặc cũng có thể là Adam nói cái đừng chạm vào này nó đi nói lại 10 lần. Nhưng mà cái câu mà cái cây biết điều thì ác Adam có thể lặp lại một lần. Làm cho người vợ là nghe là chỉ có thấy là cái tầm quan trọng nó là đừng chạm. Có thể đó là những cái giả thuyết thôi. Có vẻ là nói tốt hơn là không nói. Nhưng ấy, chính những điều Adam nói nói nó không chính xác ấy. Nó lại gây ra tổn thương là một nơi mà dễ bị bắn và sa tăng nó tấn công ngay chỗ đó nếu không người sẽ chết cái chữ mà nếu không ấy thì người sẽ chết chính cái chỗ này nó có thể là cái lẫy nhỏ là bánh lái nhỏ mà thay đổi vận mệnh định mệnh của tất cả loài người và tạo vật của Chúa người ta khi biết là khi loài người phạm tội đấy tạo vật nó cũng thay đổi hết á cây thì mọc gai thú không ăn thịt thì đi ăn thịt cây thì mọc gai góc ấy nó nhắc nhở chính họ ấy, họ không phải là đức chúa trời vậy thì cái cây này ấy, nó biểu tượng nói về sự kiềm chế mà chúa răn adam và eva không hơn không kém để đặt eva vào cái sự mà vâng lời trong mạng lệnh của chúa đấy. và nhắc thì adam eva không phải là đức chúa trời họ không phải là chúa mà đức chúa trời yêu cầu chính xác sự vâng lời của họ và họ phải chịu trách nhiệm trước ngài Vì trong như vậy ấy, thì trong thân thể chúng ta học cái bài học của thân thể ở đây ấy. qua đây thì chúng ta thấy nó quan trọng đúng không ạ Hallelujah. Và Chúa Giêsu thân thể của Hội Thánh bây giờ đó là Chúa Giêsu Chúng ta thuộc vào trong Ngài. Và sẽ không rất là không hiểu biết nói rằng là mình cũng có Chúa, mình muốn làm gì thì làm. Mà nếu mà Chúa không bảo, Chúa không cho phép thì mỗi người đều phải trả lời trước cái ý đó. Và chính cái điều mình thêm vào ấy, chính cái điều mình thêm vào đó là chỗ ma quỷ nó sẽ đánh. Phước Đồ Phao nói có người này người kia vì ý kiêu ngạo họ rao truyền nước Chúa, rao truyền tin lành. Nhưng mà rồi thì Chúa sẽ trả cho mỗi người tùy theo động cơ của họ thôi. Dẫu sao ấy thì nước Đức Chúa Trời cũng được rao truyền. Bởi vì khi một người trở lại với Chúa thì chắc chắn ấy là đó là bởi Đức Thánh Linh cảm động. Đấy là chỗ này chúng ta suy ngẫm ấy thì học biết sự kính sợ Chúa nhé. Chính cái chỗ này nó tìm được cái chỗ yếu ấy thì Satan ấy nó đặt một cái nền móng. Satan nó ở trong hình con rắn ấy, đặt một cái nền móng hiệu quả bởi vì đã lôi kéo Eva nó vào cái sự hấp dẫn thảo luận với mình và nó có thể gieo được cái mầm nghi ngờ về lời Đức Chúa Trời gieo được cái cỏ lùng đấy, mầm nghi ngờ và nó khai thác ấy, nó khai thác được về cái sự hiểu biết chưa đầy đủ của Eva về lời Đức Chúa. Chúng ta lưu ý về cái ý hôm qua con nói, con rắn nó có thể nói với Eva qua cái giọng người, nhưng nó cũng có thể nói qua ý nghĩ. Ngày nay ấy, thì chúng ta thấy nó không hiện hình con rắn nó nói, nhưng nó nói qua ý nghĩ. Và nếu mà nói qua ý nghĩ ấy, chúng ta sẽ rất là thiếu thiếu nếu như chúng ta chỉ biết là nhân danh ta một đuổi quỷ thì chúng ta cứ đuổi như đuổi gà ấy. Đuổi mà nói ra lời mà chúng ta không có địch lại, không có biết nghĩ đấy. Thì chính những cái ý nghĩ của chúng ta ấy, nó, nó vẫn bị mở cửa. Chính cái sự nói về Eva đây ấy, là cái sự mà bị hở sườn của Eva đấy. Chính cái đó nó làm mở cửa. Và nếu như có ai đó từng thắc mắc như tôi ấy, là tại sao Adam và Eva không đuổi nó đi? Là bởi vì không biết suy nghĩ, bởi vì hở sườn. Nên ấy, cái trận đánh bao giờ nó cũng nằm ở cái chỗ bất ngờ mà gọi là thua ở chỗ mà mình không biết là mình thua cái đấy gọi là chiếu tướng ấy và qua đây chúng ta nhớ lại lời chúa nói rằng đó là dân ta bị hư mất vì thiếu sự hiểu biết qua đây ấy chúng ta ấy hạ mình và nói rằng cái con không biết hết và có một số cái mà chúng ta lại cứ bám vào bảo là giữ cái này là gọi là chắc như đinh ấy thì sẽ không bao giờ bị ngã thì lại ngã ngay chỗ đó tại vì có thể lắm là Adam Eva đã nghĩ rằng này, đừng chạm vào là chắc chắn đừng chạm vào là chắc chắn là an toàn. Mà Chúa thì không nói cái câu đấy. Chúa nói là cái cây biết điều thiện, điều ác. Đó là cái cụ thể nha. Rồi đừng có ăn đến thôi. Thì chính những cái chỗ thêm đó ấy, nó làm cái sự hờ sườn. Chính những cái chỗ mà mình coi như đinh đóng cột ấy, những cái cái mà mình nghĩ giáo lý mình nghĩ đó là Chúa. Tôi thách thức ấy là đến lúc bỏ những cái bình sữa đi tự đọc lấy kinh thánh của mình và đừng có à, đừng có yên lòng về những cái lời nghe chỉ có nghe lời giảng mà thôi. Nếu mà chưa bao giờ suy nghĩ thì có thể đến lúc chúng ta sẽ rất là hối tiếc. Tiếng kèn sắp thổi, Chúa sắp đến rồi nha. Cái sự thình lình. Và nếu mà như nghe Kinh Thánh ấy, cũng chỉ là một sự mà nói là con đọc lên để là giống như cái bùa hậu mệnh cho con thôi. Đó cũng là một cái loại bình sữa mà nó không ăn vào suy nghĩ, mình nghe, mình đọc. Mình có khao khát không? Hay là con nghe để cho trong cái không khí ở trong nhà cho nó được gọi là môi trường nó được bảo vệ, ma quỷ nó bị trục xuất đi. Con đọc lên ấy, là để cho tâm hồn của con nó cũng được bình yên. Nhưng mà còn cái việc mà con suy nghĩ như thế nào, con hiểu như thế nào, nó không có cần thiết lắm. Đằng nào con không hiểu hết lời Chúa, thì đó cũng là một cái sự lười biếng ở trong bình sữa. Tất nhiên là Chúa cho hiểu đến đâu thì chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng đừng có suy nghĩ như vậy. Từ con trẻ mà được nhận đồ ăn cứng ấy, nó phải bỏ đi một số cái mà một số cái đỡ đầu. Ở trong Galati nói đấy, khi còn là con trẻ thì ở dưới tay người khác quản lý. Nhưng khi thời kỳ đã chọn thì đứng Chris chịu chết. Cảm ơn Chúa qua đây chú cho thấy được là cái sự mà ma quỷ nó tấn công ở tại Eva nó như thế nào đúng ngay cái chỗ thêm vào đây ấy, thì sẽ tăng nó xô xô cho Eva Eva bảo đừng chạm nó xô cho ngay chạm vào nên khi mà chúng ta nói cái gì mà thêm vào đó bị ngã ngay trong chỗ đó thêm vào và có vẻ hay lắm bị ngã ngay trong chỗ đó Führer bảo rằng con sẽ chết con sẽ tù cùng chú bảo trước khi gái anh ấy sẽ chối ta ba lần nó bị ngay cái chỗ này luôn vậy cho nên thưa anh chị em những cái lời mà thậm chí trong lời giảng nó có thể là 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 thấy cái cách nói của chúng ta thường ấy đó là nói để cho nó thêm vào chúng ta nói nó không phải giống như kinh thánh nói nó nghe nó gay gắt mà thường là thêm vào đấy là nó nó là cái cảm xúc cái chạm này có nghĩa là cái đại diện cho cảm xúc mà đừng có chạm vào cảm xúc cái lời cầu nguyện của mình ấy thử hỏi xem nó có đúng không xin chúa chạm vào con tôi càng suy nghĩ tôi thấy rằng ấy là xem cái chỗ nào mà kinh thánh nói chú chạm vào chú chạm vào con. cái câu này nó nếu mà không đúng thì nó cũng, cũng là nguy đấy nha xin chúa chạm vào con tại vì thật ra đúng là trong kinh thánh mà chạm mà ngài ngài đúng là đức chúa trời đứng trong kinh thánh chạm ấy mỗi lần chạm vào đấy là giống như chết luôn ấy. nói những lời cầu nguyện mà mình gọi là để mà thổi bóng bóng cảm xúc vào mình chạm vào chúa thì nó còn có lý giống như người đàn bà xin cho con được chạm vào ngài cái đó là cái Daniel không có cầu nguyện, không cầu xin. Môi xe thì cho con được thấy, xin cho con được thấy sự vinh hiển. Chúa bảo thấy là chết thì tất nhiên là ngày nay mình có kinh thành đó là mình để mặt trần nhìn xem sự vinh hiển ở trong công vụ các sứ đồ chương 17 Chúa đặt người ta sống ở tại địa lý rồi đặt ranh giới tạo ranh giới rồi chỗ nơi ở để cho người ta tìm kiếm Đức Chúa Trời và làm sao rờ đụng được Ngài cái này không phải là Chúa chạm nhưng mà để làm sao chạm được Ngài có nghĩa là làm sao để mình chạm được Chúa chứ không phải là để chúa chạm mình để chúa chạm mình nhã ca thì nói là cầu xin thiên chúa hãy kéo à, đó là một trong những cái sự tàn mạn và suy gẫm tại vì đây này à, eva nói là đừng có chạm vào với bất kỳ cái sự tiếp xúc nào ấy, nó cũng đều mà không phải là do chúa ấy thì nếu nó không tốt ấy, thì là nó nguy hiểm và qua đây ấy chúng ta cứ nghĩ là người khác đặt tay chạm trên mình ấy là nó là tốt nhưng cẩn thận nhé nhưng hãy cẩn thận bởi vì khi chạm vào đấy ấy, là cái gió của người đấy mà không phải là thánh linh ấy cái chạm vào một cái là có thể giống như cái bánh lái mà của adam và eva đây này cái chạm vào đấy vậy cho nên uh, ok đấy là tàn mạn một chút bây giờ mình đi lại đây Satan nó tìm nó khai thác được cái chỗ yếu rồi đấy adam và eva biết được chỗ yếu của eva mình có chỗ yếu không nếu như cái chỗ nào mình có thể là đang than phiền nhất mình có thể thấy đang không hài lòng nhất đấy, thì đó có thể là chỗ yếu của mình ấy. mình có thể là đang không thỏa lòng nhất đó có thể là chỗ yếu của mình rồi đó có thể là cánh cửa mở rồi và chính sư đồ follow cũng dặn kinh thánh chỉ nói ở trong trong một số chỗ về trận chiến thuộc linh thôi phần nhiều ấy những chỗ khác thì nói là cái cách suy nghĩ phần nhiều những chỗ khác ấy, ví dụ như chú ý dạy bài giảng trên núi đó là đó là học được theo cái đấy ấy, là học được cách đi cùng với chúa mà đi cùng với chúa đỡ khổ bao nhiêu mình không phải đánh những cái trận đánh mình phải tự đánh đi cùng với chúa phước cho người nào phước cho người nào phước cho người nào đó là những cái lối những cái chất suy nghĩ của những người đó thì Chúa bảo phước. Tại sao? Được đi theo Chúa, được đi gần với Chúa, được chạm với Chúa. Mà đã đi chạm với, đi gần với Chúa thì sao? Thì nó đỡ khổ, nó mệt hơn nhiều. Chỗ mà Chúa nói đừng có giận ấy, để mà làm cửa mở cho ma quỷ. Người nào giận ấy thì đừng có giữ cái sự giận đấy, đừng có nuôi nó cho đến khi mà trời lặn trên đầu của mình. Kẻo làm cho ma quỷ nhân dịp, chỗ này là nhân dịp đây có nghĩa rằng là cho phép. Vì vậy ấy, là có những cái mà người khác nói mà nếu mà chúng ta cho phép ấy, ví dụ như là những người nói đầy sự cay đắng đầy sự kiện cáo đầy sự trách móc và đầy sự kiêu ngạo là đôi khi chúng ta hãy cẩn thận nha cái đó là giống như cái bẫy đấy mà nếu mà chúng ta hả miệng mắc quai ấy ta hả miệng mắc quai đấy hả miệng ra là mắc quai đấy là cái lòng của mình là mở ra đấy không cẩn thận là sẽ giống như là eva đây cái lỗi eva eva đã mở cửa ok chúng ta đi tiếp Sao tăng chỉ có thể hoạt động một cách hiệu quả khi nó đã tạo được một chỗ đứng, một cái nền tảng đã được đặt. Đấy nó, mà khi mà nó đã, nó đã bám vào rồi thì nó không có buông ra, nó có ngạnh nhé nó không có buông ra. Chúng ta, chúng ta có biết là cái chỗ đứng là gì không? Là chính cái chỗ mà Eva ấy, là thấy thấy xô, uh, nó xô Eva vào gần cây, vào gần cây để chạm vào cái trái cây, chạm vào trái cây và thấy chưa? Bây giờ ăn đi. Eva bắt đầu suy nghĩ nha, thôi hôm nay chưa ăn ngày hôm sau ấy chạm vào thêm một liên lần tiếp nữa, chưa ăn cái sự chạm này đây là bây giờ là truyền thông ấy và báo chí bên ngoài phim ảnh nó đầy cái sự vô thần đầy cái sự mà chống chúa đầy antichrist mỗi ngày chúng ta cứ chạm vào đó thôi chưa ăn nha. thôi chưa ăn nha. nhưng mà chạm vào lời ngài thì ít hơn chạm vào cái kia thì nhiều hơn tại vì đọc kinh thánh thì ít hơn là những cái là thời gian với mạng xã hội thời gian này chạm vào cái đấy là cái nền tảng mà ma quỷ nó đã, đã cho nên cái trường hợp này adam eva bị ngã một cách đột ngột thôi bây giờ hạ miệng cắn một cái thì không có sao nhìn trước nhìn sau không không thấy có ai thật ra thì không phải nhìn nhưng mà bởi cái tâm trạng cái người ăn vụng ấy thì nhìn trước nhìn sau a à, à, veda eva quay lại nhìn và khi ăn rồi ấy ăn rồi ấy thì đưa cho chồng ăn và chúng ta có những cái chúng ta muốn chị yên tâm ấy chúng ta cũng muốn nói cho người khác để cho người khác cũng hả miệng như mình mình đã mắc quay rồi ấy thì đưa cho người khác cũng nói để cho người khác cũng hả miệng với mình cho mắc quay để thấy cùng mắc quay nhau cho nó yên tâm đây là sự bình yên sự cùng yên tâm của những người bị trói buộc và thành một dây luôn nó thành dây chuyền chỗ này hết sức là tỉnh thức nha ma quỷ nó có thể dùng một người rất là yếu đuối nói ra những điều cay đắng những điều kiện cáo những điều vô tín những điều so sánh đứng núi này trong núi nọ những điều và là tung ra những cái men nổi loạn mà nếu chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ mắc quai. Còn đối với những cái cái phần tử đấy thì sao? Với sự khôn ngoan, với những con người yếu đuối như vậy, ấy, trong trường hợp này là Eva đấy, hết sức là khôn ngoan. Còn nếu không chúng ta chúng ta cũng sẽ bị mắc như vậy. Judea thì nói sao ạ? nói đối với những người bởi vì nó sẽ nói với những người mà làm cho mình gọi là điên lên đó, bảo nói dựng chuyện thế mà cũng nói. À, nó, nó, đó là cái mưu của nó mà. Có lương tâm ấy là cái cái sự dựng chuyện không thành có, có thành không họ là bình thường. Bởi vì nó có cái linh nó nó ở trong đấy nó điều khiển đấy. Judea thì nói rằng cái câu 20, hãy những kẻ rất yêu dấu về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân đức thánh linh mà cầu nguyện. Câu 21, này. hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Câu 22. Hãy trách phạt những kẻ này là những kẻ mà, mà gió chiều nào thì che chiều đó. Trù trừ ấy, là những kẻ mà gọi là thêm một bình sữa nữa. trách phạt những, là những người đó. Hãy cứu vớt những kẻ kia. Có những kẻ khác thì hãy cứu vớt họ. Rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với những kẻ khác hãy có lòng thương lẫn với sợ. Có nghĩa là có những người mà dạng mà hôm nay nói a à, ngày hôm nay nói không ngày mai nói có gọi là dựng chuyện đấy đối với những kẻ khác ấy, những người dựng chuyện kiện cáo ném đá giấu tay ấy thì sao hay có lòng thương lẫn với sợ chúng ta đừng quên nhé chúa giêsu nói rằng hội thánh ấy là sao ta lập hội thánh ta trên đá này mà chúa nói là ngay tại đó là ngay chân núi hạt môn các cửa âm phủ không thắng được hội đó điều này có nghĩa rằng ấy đó là có nó thường có cái gió âm phủ nó thường có cái hơi nó thường có sự tấn công vì vậy cho nên Chúa Giêsu ngài cũng rất là tỉnh táo, những ngày cái ngày đuổi ngài không có đuổi mà truyền lệnh người phải xuống vực sâu nói là hỡi Satan hãy lui ra đằng sau ta. Cho nên ấy, Antichrist ấy, Antichrist là kẻ cắn gót, kẻ bám gót, mình đừng có ngạc nhiên. Còn đối với những kẻ khác ấy này, đó là những người mà khi đã kết ước với những cái điều như vậy rồi thì sao? Hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến với cái áo bị xác thịt làm cho ô ấy đó là cái phương cách để mà giữ. Nên khi mà bạn mà có một chút của đấng Chris có sự tái sinh, thậm chí là mình nãy giờ tôi nói về bình sữa, với cái sự mà nó không tiêu cực đâu. Với sự thách thức thì đúng hơn. Nhưng mà nó ghét mình khi mình thấy cầm, khi thấy mình cầm bình sữa của Chúa. Đó là ăn lời của Chúa giống như sữa ngon. Mút chuồn trở về lời sữa, sữa của Chúa. Đó. Như trẻ con mới đẻ được lớn lên và rỗi linh hồn. Nó tức và nó tìm cách nó gài đấy, làm cho sang ạ. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải lớn lên để hiểu được lời của Chúa và đừng có phạm lại giống như Eva đã phạm đây. 2 Corinto 11 câu 2 Vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi dâng anh em như người nữ tinh sạch cho Đấng Christ nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia mưu trước con rắn kia thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà rời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với đấng Christ Trăng đấng Christ lòng thật thà tinh sạch đối với đấng Christ cái lòng thật thà này nó nằm ở đâu vì nếu có người đến giảng cho anh em một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng hoặc anh em nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận hoặc được một tin lành khác với tin lành anh em đã được thì anh em chắc là chịu chứ chính cái chỗ này đây này chính cái chỗ này đây này. Ở đây tôi cũng nhắc nhở luôn, cơ đốc Phục Lâm ấy là những người họ giảng tuy là có một số cái điểm là nó giống với chúng ta, nó giống với chúng ta. Nhưng mà họ nói rằng đó là nếu mà không đi ngày sa bát là nhận dấu con thú, nó không phải là chỉ có những cái điểm đấy mà họ rơi vào luật pháp, họ có những cái mà nó rơi vào luật pháp, nó có cái cái tinh thần của luật pháp ở trong đấy. Nên ấy, trong cái sự mà chúng ta cần phải ăn đồ cứng, còn nếu không ấy thì sẽ câu hỏi là Công giáo có có những gì giống với tin lành không? Tại vì chúng ta vẫn thường nói vẫn cùng tin một Chúa đúng không? Đức Chúa Cha, Đức Chúa Đức Thánh Linh có giống không ạ? Khác nhau là chỗ Mary thôi đúng không ạ? Nhưng khi phân tích ra thì thấy sao? Thờ thần tượng. Cho nên uh, chúng ta cần cần lưu ý ở chỗ này nói rằng một Giêsu khác với Giêsu chúng tôi đã giảng hoặc anh em đã nhận một thánh linh khác với thánh linh anh em đã nhận yeah. và chắc chắn là đi vào cái luật pháp nhiều những người cơ đốc phục lắm họ rơi vào cái linh luật pháp cho nên nếu mà mình nghe những cái bài giảng của người cơ đốc Phục Lâm thì cũng giống như là Chúa Yêu Sư nói. Ấy. Đối với người pha ấy thì các ngươi hãy nghe điều họ dạy nhưng đừng bắt trước điều họ làm. Mà một người pha là người nào? Người giết Chúa. Người giết Chúa. Luật pháp là giết Chúa Giêsu Luật pháp là đóng đinh Chúa Giêsu ừ. Mà cái này ăn sữa là không hiểu được những cái điều này nhé. Nhưng mà nói ra để cho những người đang nghe hiểu được. Cần phải lớn lên. Thách thức để nó lớn lên. Hãy cẩn thận không có những điều chúng ta đang nghe là trở giáo lại là giết những cái gì mà chúng ta đang nuôi dưỡng tại vì ở trong chúng ta đang có đấng Christ mà nếu chúng ta nghe mà không cẩn thận những cái men đấy nó trở giáo lại cho nên ấy mình cần biết được cái sức của mình ở đây tôi cố gắng tôi nói để mà không có thêm vào nhé là tiếng chuông thì đúng hơn nó thật được là khách quan và cảnh báo chứ không có đến một ngày kia tại vì có nhiều người ấy, mà khi nghe rồi ấy, tại vì nó có cái men mà bởi vì sao cái men đấy mà khi đã dây vào rồi thì là nó mắc quai hả miệng mắc quai không tự gỡ ra được là cuối cùng là đi theo cái của họ đi theo cái của họ mà không phân biệt được hả miệng mắc quai đấy và đó là tiếng kêu mà tôi nói là nếu mà có những người mà nhiều người nghe đấy thì nó là cái sự tiếng chuông cảnh báo bởi vì nhiệm vụ ấy và trong cái bài học đó là dẫn cho ta đến với kinh thánh chứ không phải là đến với một giáo phái một giáo phái và tóm lại đây À, xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta cho con dâng lời cảm ơn Ngài Ngài giúp cho mỗi chúng con xin Ngài cho chúng con được một cái tai để nghe lại thật và để cho chúng con ở đây lòng chúng con giữ có được đó là Đấng Chris Chúa Giêsu chỉ có một Chúa Giêsu một Đức Thánh Linh và một tin lành ở trong kinh thánh thông hiểu lời Chúa nhận biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha cảm ơn Chúa và xin Chúa ngài làm ơn cho để cho chúng con được nhận biết nơi lời của ngài để chúng con có thể nói rằng là xin nhờ mưu của Đức Thánh Linh giải cứu dân sự. Khi chúng con được sự sinh lại từ trên cao theo như răng chương 3, nhờ Đức Thánh Linh nhờ lời của Ngài, được chuộc bởi công việc dòng huyết của Chúa Giêsu bởi được tin được cứu, được bởi ân điển được cứu. Ở trong Đức Chris thì cũng chúng con thuộc vào trong một thân thể, đó là Chúa Giêsu giữ chúng con Chúa ơi. Và con xin với Ngài cho những tiếng kêu này nó được lan tải, nó được truyền rao, nó được tiếp tục rộng rãi ra và như eva thình lình không hiểu sao mình hả miệng mắc quai hà miệng không hà miệng cắn cái trái ngày nay ấy có thể là không phải là cái trái nhưng mà ngày nay hả miệng mắc quai nhiều cái hà miệng mắc quai nhiều cái và trong cái từ hà miệng mắc quai của người việt chắc đây là cái điều mà tổ phụ của người việt ngày xa xưa tôi không dùng chữ tiên bởi vì không có chuyện có tiên không có chuyện thần tiên tiên là tà linh tổ phụ của người việt xa xưa có thể lắm ấy, là rơi rớt nghe được ấy, là bởi vì ấy, họ kể với nhau rằng khi đến đất Việt, khi đến đất phương Đông sau cái vụ mà tháp ba bên đổ và loài người tản mạn khắp nơi nhắc nhở nhau nói rằng vì một lần mắc quai hạ miệng mắc quai của Eva ấy mà chúng ta mà phải chạy đến đất Việt Nam đây. Cho nên còn cái câu hạ miệng mắc quai. Khi mà tháp ba bên sụp đổ, mọi người tản ra khắp xứ, đi đến xứ Việt ấy. Cha ông của chúng ta đấy, vì một lần Eva đã mắc quai mà chúng ta bị chúng ta bị tản mạt cho đến bây giờ đấy. có thể lắm chúng con dâng lời cảm ơn ngài chúng con cầu nguyện và xin với Chúa khi người ta nói hòa bình và an ổn thì sự thình lình tai họa thình lình vụt đến và người ta sẽ không tránh khỏi được Chúa ơi xin ban ơn cho dân sự anh chị em của chúng con để đừng ở trong sự thình lình mà chúng con được cảnh báo chúng con không được kêu gọi cho sự thịnh nộ của Chúa nhưng xin với Chúa để cho dân sự anh chị em chúng con được có sự tỉnh thức. Và khi ngày nay nghe cái tiếng cảnh báo thì không có sợ hãi, nhưng mà đó là sự chuẩn bị. Và cũng không có nói quá hơn những điều gì mà Chúa nói. Thế ngày ban ơn, tại đây chúng con trông đợi, chúng tôi đứng nơi đường đoán xét mà trông đợi Ngài. Xin Chúa ngày ban ơn. Và con cầu nguyện Chúa để cho những tiếng kêu ngày nay cho dân sự ra khỏi Babylon, ra khỏi hội thánh giả, ra khỏi hội thánh giả, đó là tin lành giả, một tin lành khác, một Giêsu khác một đức thánh linh khác đó là chỉ nghe để ru ngủ đó là cái tin lành đó là cái hội thánh giả đó sẽ sát nhập với một tôn giáo trong những ngày sắp tới và đó là trong Babylon sẽ chịu cái sự phán xét chịu cái sự phán xét của Đức Chúa Trời và đó là tôn giáo của Nimrod cho chúng con được dự phần và nghe tiếng kèn chọn để mà nghe được tiếng kèn chọn thì đó là là yêu Đức Chúa Trời đó là không quỳ gối trước mặt thần tượng và môi chưa hôn môi chưa hôn, có nghĩa là không có hả miệng mắc quài, đó. chưa quỳ gối trước thần bãi bảy nghìn người. Chúa nói với lại Eli, còn xin đi ngài cho chúng con trở lại có điều gì ăn năn thì hôm nay còn là thuận tiện. Nếu như ngày xưa, Phaolô và các môn đệ bảo rằng sự đồ răng nói rằng đây là giờ cuối cùng, thì có phải bây giờ càng không có gì sai khi chúng ta nói rằng đây là phút và giây cuối cùng. Sự đồ răng nói đây là giờ cuối cùng. Bất kỳ lúc nào, ngài có thể đến. Ngài sẽ đến như kẻ trộm một cách thình lình thì chúng con nói Chúa có thể đến bất kỳ lúc nào. Vì nhưng mà cái sự mà định cho cái giờ đó đó là do ngài định mà thôi. Chúng con có thể thưa rằng Chúa xin ngài cho chúng con. Nếu mà đã lỡ quỳ gối trước thần khác ấy, tiếng kêu đó là để ăn năn vì Chúa ngài sắp tái lầm. Tiếng kèn sắp thổi. Chúa thương xót chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Cái hiệp ước hòa bình mà đã ký vừa rồi đó là hiệp ước Abraham. Thấy những người tin lành khác ấy, họ nói rằng rất là mừng vì cái hiệp ước này còn những người những người khác ấy thì nói rằng đây là chính là nói về những cái dấu hiệu của sự hòa bình bởi vì bây giờ là có ít nhất là năm nước hồi giáo đã bắt tay với với nước israel và khi mà có đền thờ mà họ xây ở trong kinh thánh thì không có nói về về cái việc đền thờ thứ ba thì sẽ có giống như là sẽ xây lên nhé bởi vì có dịp tôi sẽ nói trong cái việc là bởi vì mà trong thời kỳ tránh về martin luther hoặc là những người khác theo nói rằng đền thờ thứ ba ấy ngồi trong đền thờ thứ ba thì thật ra ấy là chính là antichrist nó đã ngồi trong đền thờ từ lâu rồi là đó là ai? Đó chính ấy là là giáo hoàng. Rồi những Antichrist cũng đã có rồi. Và cứ hệ có Antichrist thì sao? Thì là cái kẻ địch lại đó là sẽ có cái việc mà vào ngôi trong điện thờ thứ ba. Ngày nay thì sao? Ngày nay thì bảo là còn phải giảng về ở tại Trung Quốc thì còn phải bảo là giảng về để cho uh, nói về đảng đảng của Trung Quốc nói về Tập Cận Bình phải nhắc tên ở trong đó. Mà bên cạnh cả Chúa nữa mười điều răn ấy phải thay ấy, bên cạnh cả mười điều răn ấy thì phải thay đó là Đảng Cộng sản và đó là Chúa nữa tại Trung Quốc ấy. Còn ngày xưa thì sao? Đó là giáo hoàng. Ngày xưa thì sao? Chính những người ấy, đó là hoàng đế Nero và họ rất là bắt bớ đây là giờ giây phút cuối cùng. Cái việc mà ngày nay đền thờ thứ ba nó có đấy, nó có thể xây ấy thì chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên lắm nhá, tại vì nó đã có rồi. Cứ hãy có Antichrist ấy là có cái việc nó sẽ ngồi trong đền thờ nó sẽ ngồi trong đền thờ tức là nó o ép trong hội thánh nó bắt bớ trong hội thánh và chúa vẫn để dành lại bảy nghìn người chưa có quỳ gối trước thần tượng antichrist và môi chưa hôn nó và xin thưa ngày nay ấy, hội thánh giả đấy là có nhiều hội thánh rất là cổ suý về những cái điều gì mà bây giờ ông trump làm mà trump ấy thì tuyên bố rằng ấy, ai đụng đến công giáo là đụng đến chúng tôi và ngoài ra trump rất là thân với cái giáo hội cái giáo phái của do thái giáo mà cái do thái giáo này thì nó cũng giống như là Pharisi thời giết Chúa Giêsu vậy. Và họ không ưa gì cơ đốc nhân đâu. Chỉ có cái là giống như mèo đang vờn mồi thôi. Chưa đến thời tiệm. Ni tan nhau ấy cũng là rất là thân với cái do thái giáo. Chưa đến lúc cái móng vuốt chìa ra thôi. Ừ. Và đây là cái tiếng chuông. Tiếng chuông. Nhiều nhiều những cái người mà không biết được cái điều này. Không biết được những điều này diễn ra. Tại Nhà Trắng họ đăng ký cái hiệp, hiệp ước gọi là hiệp ước Abraham. Hiệp ước Abraham sáng kiến Abraham, cơ đốc giáo, Hồi giáo, do Thầy giáo cùng hiệp chung với nhau. Với một điều kiện, và anh chị em nghe cái điều này, ai đồng ý thì theo nhé, còn ai với điều kiện loại Chúa Giêsu ra thì là ok. Giữ lại cái chữ là Đức Chúa Trời thì được, tại vì, áp à, tại vì các cái người kia cũng đều có Đức Chúa Trời, nhưng mà loại Chúa Giêsu ra. Cái việc mà, việc sắp đối với họ, cái việc mà sẽ nhức nhối đối với họ là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là điều không thể chấp nhận được. À, người ta phân tích nhiều nguồn phân tích từ nhiều hướng, kể cả những lời tiên tri mà chúng ta đã nghe. Thì họ nói là, là cái việc mà nội chiến, nội chiến tại Mỹ trong tháng 11 này. Đây là những điều mà bên ngoài, đồ ăn cứng đấy, phải những điều mà chúng ta mở mắt lên. Và tôi nói cái điều này ấy, là không phải để chứ tôi nghe chúng ta run như cầy sấy và hô 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 thôi chúa đến ơi chúa đến ơi. không. Hãy nghe cái điều này, ấy. một ấy là sợ, còn thứ hai ấy là giống như răng và phía ấy là bị sau khi bị đánh đập về thì bảo là mọi người ơi đấy họ đánh đập họ cấm chúng tôi giảng về danh chúa đấy các môn đệ thì sao họ quỳ xuống họ la họ cầu nguyện khi cầu nguyện đức Thiên linh đầy dẫy ban cho họ rao giảng đạo đức chúa trời một cách giản dị cho nên đó là những cái điều mà tôi mong mong là nói đây để hiểu được đúng và đọc kinh thánh để đừng có bị sai lệch cho cảm ơn ngài trong danh Jesus Christ Amen